Một người đàn ông 41 tuổi được phát hiện đã chết nhiều ngày trước đó tại một phòng trọ thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là anh Mai Tiến Dũng, quê Hà Nam. Vụ việc được chủ nhà trọ này phát hiện khi đến thu tiền trọ và nghe mùi tử khí khá nặng. Người này bắt thang nhìn qua lỗ thông gió thì hốt hoảng phát hiện anh Dũng đã chết trên gác phòng trọ. Sự việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết để điều tra vụ việc. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối quanh khu nhà trọ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.